Emma Nhất Khanh, hành trình gây sốt tại Hàn, về Việt Nam bị nhầm là TikToker và nghi vấn hẹn hò Eric. Nhắc đến Emma Nhất Khanh, không ít khán giả Việt nhầm lẫn cô nàng chỉ là một TikToker. Tuy nhiên, thực chất Emma Nhất Khanh là nữ ca sĩ từng gây sốt tại Hàn. Emma Nhất Khanh cũng là ngôi sao nữ hiếm hoi, bất ngờ vướng tin đồn hẹn hò với Eric. Năng động, trẻ trung, xinh đẹp và tài năng là những từ được dùng để hình dung Emma Nhất Khanh. Cô là một ca sĩ từng hoạt động trong nhóm nhạc Live, xây dựng hình ảnh là một nghệ sĩ đa năng, giọng ca đến từ Cà Mau, đã tham gia vào nhiều vai trò khác nhau từ VJ đến diễn viên và nhận được sự hâm mộ nhiệt tình từ công chúng. Vốn là người ưa thích hoạt động, nhanh nhẹn nên từ bé Emma đã thể hiện mình là một đứa trẻ tài năng khi tham gia và đạt thành tích cao tại hàng loạt các giải thi đấu từ bé đến lớn như vô địch cá nhân giải bước nhảy Sitin năm 2010 tại Cà Mau, giải nhì Head Korea Festival 2014, top 25 ngôi sao Việt vì K-pop Lotte. Những người năng động và có chí hướng, đặc biệt là trẻ tuổi như Emma, nhất định sẽ là người nổi tiếng. Đó chính là những nhận xét của nhiều người khi nhìn vào cô gái này. Quả đúng như vậy, giờ đây Emma không chỉ là một ca sĩ được nhiều người yêu thích mà cô còn nhảy giỏi và hát hay trong showbiz Việt. Thế nhưng, trước khi nổi tiếng với thân phận là một ca sĩ trong nhóm nhạc Live, Emma Nhất Khanh còn có ước mơ là cô giáo dạy Anh văn bởi vì rất yêu thích bộ môn này, nhưng nhận ra mình thực sự đam mê ca hát nên cô tạm gác ước mơ làm gõ đầu trẻ lại để theo đuổi con đường nghệ thuật này. Sau khi tham gia cuộc thi Ngôi sao Việt, Emma Nhất Khanh được chọn là mảnh ghép của nhóm nhạc nữ mang tên Live gồm Liz, Yvonne, May, Emma. Nhóm nhanh chóng được đưa sang Hàn Quốc đào tạo bài bản từ chuyên môn về nhảy, kỹ thuật biểu diễn, xử lý tình huống cũng như thanh nhạc để sẵn sàng mang lại luồng gió mới cho các sân khấu V-pop. Tại xứ sở kim chi, Lai tung ra bản nhạc đầu tay mang tên Đừng Vội. Toàn bộ quá trình thực hiện, ghi âm, ghi hình ca khúc này đều được thực hiện tại Hàn Quốc. Trong nhóm, Emma đảm nhận vai trò Magne, nhảy, hát phụ cùng với hình tượng năng động hoạt bát. Lai gặt hái được nhiều thành công tại Hàn, mà đầu tiên là việc thường xuyên xuất hiện trên nhiều kênh truyền thông lớn của đất nước này như Mnet, Yonhap, News, SBS, TomTom TV. Đặc biệt, sự xuất hiện của các cô gái live trong chương trình I Can See Your Voice mùa 3 đã gây ấn tượng mạnh đối với các nghệ sĩ khách mời cũng như khán giả. Sau 2 năm hoạt động tại Hàn Quốc, Live đã trở về Việt Nam, cô cùng đồng đội quay về nước cho ra một vài bài hát, cũng như tích cực tham gia nhiều chương trình, cũng như cộng tác với các nhóm nhạc cho ra mắt MV. Khi Live hoạt động với 3 thành viên, nhóm vẫn duy trì được phong độ của mình, còn nhận được nhiều thành tích. Tiêu biểu trong năm 2018, nhóm nhận được giải Asia Modern Award tại Hàn Quốc. Ngoài ca hát, Emma còn là gương mặt gây chú ý trên TikTok. Thậm chí, nếu không biết về Emma trước đó, nhiều người còn nhầm tưởng cô nàng thực chất chỉ là một TikToker bình thường. Sau khi về Việt Nam, Emma cũng không gặt hái được nhiều thành công và chủ yếu được khán giả nhớ đến qua các video hài hước trên TikTok và làm MC trong một số chương trình. Nhóm Live sau đó cũng tuyên bố tan rã, mỗi người đều có một lối đi riêng. Được biết, trên trang cá nhân của mình, cô luôn thu về hàng chục triệu lượt xem vì thường xuyên đăng tải những video nhảy nhót, các meme và đặc biệt các clip POV đầy sáng tạo ghép cùng các thành viên BTS, đặc biệt là Jungkook. Nhờ vào những video hệt như thật như thế, cho nên Emma Nhất Khanh đã thu hút được lượng lớn fan. Các nhóm nam nhạc Gen 3 đình đám K-pop này, tuy nhiên bên cạnh những lời khen ngợi, cũng có những ý kiến cho rằng Emma kiếm fame từ BTS hay làm MC mà nói quá nhanh, nói quá nhiều. Nói về điều này, nữ ca sĩ cho biết việc nói Emma kiếm fame từ BTS, Emma hoàn toàn phản đối vì bản thân mình đã là một fan girl của BTS trong suốt 5 năm qua. Thậm chí, Emma cũng đã đi concert và mua album của nhóm trong khoảng thời gian dài như vậy, chứ không phải mới đây. Còn những video clip mà Emma làm ra thì đó là tự Emma làm từ đầu đến cuối, vì BTS luôn lan tỏa năng lượng tích cực cho mình để những điều ấy luôn chân thật nhất. Emma không có bất cứ ekip nào khi làm ra những video hàng chục triệu view. Bên cạnh đó, nếu clip nào lấy ý tưởng từ nước ngoài, Emma đều ghi nguồn rõ ràng. Còn về những góp ý khi Emma làm MC thì đây cũng là sân chơi mới. Emma sẽ đón nhận những ý kiến của mọi người để hoàn thiện bản thân hơn. Và dù cho bất cứ bình luận tiêu cực nào, Emma sẽ luôn chọn cách im lặng, lắng nghe những góp ý chân thành và cố gắng nhiều hơn. Những bạn fan của thế hệ Gen Z khi follow nữ ca sĩ còn biết được cô nàng có hội bạn thân showbiz siêu nổi tiếng đối với cộng đồng trẻ, diễn viên Nhung Gumiho, ca sĩ Nicki, Monster X, Liz Libby và cái tên gây bão trong thời gian gần đây là nam ca sĩ trẻ Đỗ Hoàng Dương. Mỗi clip khi được hội bạn thân này xuất hiện đều đạt hàng chục triệu view trên mạng xã hội. Không chỉ vậy, hình ảnh khi đăng tải lên cũng nhận được hàng nghìn lượt bình luận. Nói về việc khi chơi chung với những người bạn có cùng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội như vậy, Emma bật mí, thật ra tụi mình đa phần đều là những người trẻ cùng nhau san sẻ tình yêu dành cho nghệ thuật và đều quen nhau trước khi ra mắt, may mắn là tất cả đều nhận được sự yêu thích từ các bạn trẻ. Còn nói về cụm từ siêu nổi tiếng thì tụi mình không dám nhận vì còn phải cố gắng thiệt nhiều. Thời gian qua, cư dân mạng đã bàn tán xôn xao việc Emma Nhất Khanh và ca sĩ Eric cùng xét trạng thái relationship trên mạng xã hội Facebook, nhưng cả hai đã nhanh chóng xóa ngay lập tức. Điều này khiến netizen nghi vấn rằng cả hai đang trong tình trạng hẹn hò thầm kín nhưng lỡ tay đăng ở chế độ công khai nên bị mọi người phát hiện được. Tuy nhiên thì cũng có một số netizen cho rằng cả hai đang trêu đùa với nhau.
chia sẻ với báo giới về tin đồn đang hẹn hò với Eric, Emma Nhất Khanh hài hước cho biết thật ra đây chỉ là một trò đùa của cả hai người. Emma và Eric cùng tham gia một trò chơi, bảo yêu nhau này nọ mà tính tụi mình cũng lầy lội lắm, nên là cũng đặt cho vui, công khai cho cả thế giới luôn. Nhưng mà sau ít phút, sợ mọi người hiểu nhầm nên xóa đi rồi. Cô nói, đến nay Emma vẫn là sao nữ duy nhất vướng tin đồn hẹn hò cùng Eric và vẫn đang được người hâm mộ đẩy thuyền nhiệt tình. Với tài năng ca hát, nhảy múa và nhan sắc xinh đẹp, Emma Nhất Khanh được nhiều khán giả hy vọng sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. Thay vì chỉ được biết đến trên nền tảng TikTok, Emma Nhất Khanh cho biết cô hiện vẫn đang cố gắng dành nhiều thời gian và tâm sức cho các dự án âm nhạc sắp tới.